Trước khi bắt đầu mình xin phép quảng cáo một chút. Nếu như các bạn đang có nhu cầu mua điện thoại, mua phụ kiện, tai nghe thì nhớ sang bên Shopee Sun Sale và đánh giá store nha. Mình bán tất cả, các bạn mua gì cũng đều có. Hoặc các bạn có thể sang bên TikTok Sun Sale và đánh giá để mua phụ kiện sò lạnh, tai nghe, sạc dự phòng với mức giá ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Sun Sale và đánh giá. Trên tay của mình là con Redmi Note 14 có chip trang bị là Dimensity 7025 Ultra các bạn nha. Và đây là con chip khá là mới. Thế thì về trải nghiệm thực tế với con chip này ở trên Redmi Note 14 nó có ngon hay là không thì cùng mình test thử cho video ngày hôm nay nhé. Trên thì các bạn có thể xem qua một chút thông tin của máy này. Hiện tại phiên bản mình có đây là phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128. Và hiện tại con này đang chạy cái phiên bản HyperOS mới nhất là 1.0.2 các bạn ạ. Tất nhiên các bạn lưu ý là mình có test là mình sẽ test thử với một vài tựa game vừa vừa thôi. Bởi vì các bạn thấy là cái con chip này nó thực sự không có mạnh để chơi game nặng các bạn nha. Mình sẽ test hai tựa game là Tốc Chiến và PUBG Mobile. Đầu tiên mình sẽ cho các bạn xem qua một chút. Đấy, ui xôi, mơ một lát. Thực sự là anh em trải nghiệm cái con này với mức giá này nhá. Nó sẽ có một vài cái điểm cải thiện so với Redmi Note 13. Nhưng mà xét về tổng thể mình thực sự là cũng không khoái cái con Redmi Note 14 này lắm đâu các bạn. Mình sẽ mở lên cho em xem về cái cấu hình trên con này. Anh em đợi xíu nha. Trước khi mà đợi nó mở load game xong thì các bạn có thể xem qua một chút về thiết kế trên con này. Mình thì cũng chưa có video đánh giá chi tiết nhưng đây. Về thiết kế thì nếu xét về so với đời trước nhá thì mình sẽ thích thiết kế ở trên Redmi Note 13 hơn. Cái con 14 này thì nó có cụm cam khá là to và nhìn thực sự là không được quá ngon nhá. Và chúng ta vẫn sẽ có một cái mặt lưng là mặt lưng kính rồi. Cái khu vực viền các thứ ấy, thì nó sẽ là viền nhựa nhá. Đây, đầy đủ cổng kết nối các thứ cho em luôn. Ok, mình đã vào game các bạn nhá. Mình có chơi thì mình có chuyển sang cái chế độ là performance, được chưa? Còn về setting đồ họa này, mình có chơi ở mức là cao và 120fps, chưa xóa roi xe các bạn nhá. Thì đây, sẽ cho anh em xem qua luôn về cái FPS ở đâu. Được, đây, scan này. Đây là FPS. Thực sự là mình rất tiếc nha. Đây, mình sẽ cho anh em zoom xa một xíu, anh em sẽ nhìn thấy. Rất là tiếc bởi vì thực tế hiện tại mình có chơi thử ấy, mặc dù đã cài đặt cái setting là 120fps rồi, nhưng mà mặc định bây giờ này nó cũng chỉ được 60fps thôi. Tiếc vô cùng các bạn ạ. Thực ra với Tốc Chiến ấy, mình chỉ chơi trong tầm khoảng 12 phút thôi. Bởi vì là rõ ràng với 60fps với con chip này thì mình nghĩ là nó vẫn ok thôi. Nhưng mà cay thật, mình ước là lên được 120 để khi chơi game ấy các thứ nó sẽ thích hơn anh em. Và về phần trăm pin này, sau tầm khoảng 12 phút mình chơi từ 94% pin nó sẽ giảm còn là 92% pin các bạn ạ. Viên pin con này thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 5000 nhá và đi kèm với cái công suất sạc là 45W. Ở nhiệt độ thì mình chơi ít nên là nó sẽ không quá nóng nhá, nó chỉ ấm nhẹ thôi. Còn tiếp theo là PUBG Mobile đây. Setting PUBG Mobile của anh em đây, mình chơi ở mức đồ họa là mượt và 40fps nhá. Còn các bạn có thể mở maximum với đồ họa cao ấy là HD và 30 rồi. Thực sự là về cái con chip này hiện tại thì cái việc tối ưu sẽ không quá ngon. Mình bật colorful này rồi là khử răng cơ 4x các thứ luôn. Thì đây là FPS thực tế mình chơi mức đồ họa là mượt và 40fps. Anh em thấy không? Animation vuốt ra cái thứ còn hơi lag nhẹ cơ. Đây nhá, FPS trung bình rơi vào khoảng 39.8 và ăn tầm khoảng 2.83W điện. Đấy là mình có từ Tốc Chiến chuyển sang PUBG luôn các bạn nhá. Và nhiệt độ ấy, trước khi chơi mình có đo thử nó ấm nhẹ là tầm khoảng 33-34 độ nhá. Sau tầm khoảng đâu đó là 23 phút chơi nó sẽ tăng lên khoảng 37.5 độ C. Và sau khoảng 23 phút thì phần trăm pin nó sẽ tụt từ 92 còn là 88% pin các bạn ạ. Nói chung là với con chip mới như thế này thì thứ nhất là về vấn đề tối ưu thì nó thực sự là có thể giới hạn con chip nó sẽ không tối ưu quá ngon. Cho nên là với Redmi Note 14 5G ấy thì các bạn nó chỉ hợp để anh em chơi game vừa thôi, chơi game mạng thì bỏ qua nhá. Còn lại về trải nghiệm các thứ thì rõ ràng vẫn có một cái vấn đề gì đấy sẽ hơi lắc nhẹ ở trên HyperOS như thế này. Thì các bạn cảm thấy như thế nào về trải nghiệm chơi game ở trên con này? Đừng quên để lại comment bây giờ nhá. Và mức giá các bạn có thể tham khảo. Bạn nào có nhu cầu mua thì mình sẽ để đường link phần mô tả cũng như là bình luận phim nhá. Mức giá thấp nhất sẽ dẫn tới hệ thống web của Mobile City cũng như là Shopee Sun Sale và đánh giá store. Nếu thấy video này hay thì các bạn nhớ cho mình một nút like, share và subscribe nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.